Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Giải trí Nam Bộ Phim TV và mình là Trần Thảo. Đối với các chị em chúng mình nó thường có những cái vấn đề mà nó to lớn, nhưng mà khi nói ra có nhiều người lại nói là trời ơi chuyện nhỏ như con thỏ có gì đâu mà to. Để Thảo ví dụ nha, hôm nay tôi không có gì để mặc hết. Đó, tức là một thôi. Nhưng mà còn một cái vấn đề nhức nhối hơn là trời ơi không biết hôm nay xịt nước hoa mùi gì đi làm nữa nè. Mà các bạn tưởng tượng coi, trong một buổi sáng mà hai cái chuyện này nó gộp lại thì nó tốn biết bao nhiêu thời gian của mình, đúng không? Đối với những người mà sử dụng mùi hương nước hoa mà dạng là signature, chỉ có 2-3 mùi thôi thì nó sẽ dễ hơn là nhiều người. Ví dụ như xài rất là nhiều nước hoa, hoặc là đối với các chị em mà chuẩn bị mua nước hoa để mà sử dụng đi làm, thì hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cho các bạn 3 mùi hương nước hoa phải gọi là must have để cho các chị em sử dụng nơi chốn công sở. Hãy cùng Thảo tìm hiểu 3 mùi hương đó nha. Và khi mà nhắc đến chủ đề công sở, nước hoa công sở thì họ nghĩ ngay đến đó chính là Gucci Bloom Acqua di Fiori. Thì em này được ra mắt vào năm 2018 và bản flanker đầu tiên của dòng nước hoa Gucci Bloom luôn. Thì phải nói là nếu như mà về thiết kế của em này là khác với những chai nước hoa khác, là với thiết kế là làm bằng thủy tinh, thì em này được thiết kế làm thân chai là làm bằng sứ. Và ý nghĩa về mùi hương của em này cũng rất là đặc biệt nha, là mùi hương được sản xuất ra không phải là để lôi cuốn hay là quyến rũ khoái mạnh phái mạnh đâu, mà là để đồng hành cùng những chị em. Đó, nghe rất là dễ thương đúng không mọi người? Và chính vì ý nghĩa này cho nên là chai nước hoa này không có một chút gì gọi là ngọt hết. Và thành phần cấu tạo nên mùi hương này gồm có lá Gabanum nè, hoa huệ, hoa nhài. Và khi mà Thảo nghĩ nha, nếu mà các bạn sử dụng mùi hương này, các bạn sẽ nghe cái mùi giống như là mùi nhựa cây cao su á, thì đó là từ lá Gabanum. Và riêng Thảo á, để mà diễn tả mùi hương này cho các bạn dễ hiểu, thì Thảo cảm giác giống như là mùi hương này là mùi khi mà các bạn đang ở trong một không gian đầy cây cối, ví dụ trong rừng đi cho dễ hiểu nha. Và sau một trận mưa rất là to thì điều đầu tiên, mùi hương đầu tiên mà các bạn ngửi được là mùi gì? Không phải là mùi hơi đất xông lên đâu nha mấy bà. Thì sau cái trận mưa to đó, đó chính là mùi hương của cây cối nó xông lên đó mọi người. Giống như trận mưa đó là nó refresh lại hết không khí, không gian ở trong đó, làm cho mình cảm giác cái mùi hương này nó sạch sẽ nè, nó rất là tươi mát. Thì đây đích thị là mùi hương của em Gucci Bloom Acqua di Fiori này luôn. Và Thảo nghĩ là còn về độ bám tỏa thì Thảo thấy mùi hương này nó cũng không có bám xuất sắc lắm đâu, nhưng mà nếu mà sử dụng về trong văn phòng thì nó rất là hợp, bởi vì mùi hương này nhẹ nhàng nè, thanh lịch, nó cũng kiểu giống như là nó sao ta, nó vừa phải chứ không phải là kiểu dồn dập. Có nhiều khi các bà mà sử dụng lố một chút nha là cũng rất là ok nha, tại vì mùi này không có ngọt, cũng không có mùi kiểu gỗ nồng ấm, rất là dễ chịu luôn. Thì em này là ứng cử viên đầu tiên Gucci Bloom Acqua di Fiori nha. Mùi hương tiếp theo ở trong tập này Thảo muốn recommend cho mọi người đó chính là Burberry Her Blossom, được ra mắt vào năm 2019. Thì lần trước trong cái tập mà phân biệt ba chai nước hoa của dòng Burberry Her là Thảo cũng có nói là chai này là chai mà Thảo thích nhất, bởi vì mùi hương của em này nó ngọt vừa phải, thành phần là gồm có nè hoa mẫu đơn, quả quýt và quả mơ. Thì Thảo cảm giác giống như là cái vibe của các chai nước hoa của dòng Burberry luôn á, là đem lại cho mình một cái gì đó gọi là trưởng chạc, trưởng thành, nó lịch thiệp. Thì riêng Burberry Her này thì Thảo không, Her Blossom này Thảo không biết nó có một cái ma lực gì mà bình thường nha, là Thảo đi làm Thảo gặp Hào là hai đứa cứ tí li như nhà nhốt cả nhà. Nhưng mà hôm mà Thảo xịt cái chai Burberry Her Blossom này nè, xong tự nhiên Thảo cảm thấy giống như là mình có một chút gì đó là điềm đạm hơn một xíu. Thì cũng hơi, thì cũng kiểu năng lượng nhưng mà nó không có kiểu ố về á. Thì mùi này rất là hay. Và Thảo còn về cái độ bám á, thì Thảo cảm thấy là nó cũng chỉ được 4 tiếng thôi. Thì có thể là đối với nhiều bạn khác thì nó sẽ bám được nhiều hơn, nhưng mà riêng Thảo thì em này cảm thấy 4 tiếng là cũng đủ rồi. Mùi hương nhẹ nhàng, thanh lịch, cũng có một phần quyến rũ nữa, cho nên là các bạn cũng có thể trang bị em Burberry Her Blossom này để mà đi làm, rất là phù hợp nha. Rồi, mùi hương cuối cùng đến từ nhà Salvatore Ferragamo chính là Signorina, được ra mắt vào năm 2014. Thì phải nói là cái từ Signorina là theo tiếng Ý thì có nghĩa là một cô gái gọi là sao, tràn đầy năng lượng nè, tươi trẻ, hồn nhiên. Thì các bạn nhìn đi, từ thiết kế mùi hương cho tới cái ý nghĩa của tên gọi là không có gì hợp với tôi hết. Nhưng mà mình phải nhìn theo hương vị của các chị em, bởi vì Thảo công nhận là mùi hương này rất là phù hợp để mà sử dụng nơi công sở luôn, và cũng được sự đón được nhiều chị em đón nhận nữa. Thì mùi hương này là bao gồm nguyên liệu là gồm có bánh panna cotta nè, nghe nó rất là nó kiểu lạ lạ đúng không, nó dễ thương. Thì ngoài ra là còn có quả tim hồng, quả lý chu đỏ, rồi hoa mẫu đơn nữa. Nhưng mà lúc mà khi mà chưa có đọc cái bản thành phần á, là Thảo lại nghĩ là có một mùi hương của hoa đào
Tuy nhiên là đọc bán bình thường thì không có, nhưng mà đến thời gian bây giờ Thảo vẫn có nghe được là mùi hương, ngửi được mùi hương của hoa đào ở trong chai nước hoa này. Và độ bám nha, Thảo xịt thử thì Thảo nghĩ là từ 4-5 tiếng là quá rồi. Nhưng mà có một lần Thảo có gặp một chị khách ở dưới cửa hàng, thì chị đó đến để mà lựa những mùi hương khác. Nhưng mà lựa một hồi là chị vẫn quay lại chọn chai nước hoa này mua nữa. Tại vì chị đã xài hết rồi và chị mua nữa. Thì lúc tính tiền Thảo có hỏi là ủa chị, sao chị chọn chai này vậy? Chị mới nói là không, mùi tính ra mùi hương thì chị cũng thích mùi nhiều mùi lắm. Tuy nhiên là có một cái điểm này là chị thích là chị xịt. Thì đặc điểm của cơ thể chị là hay bị chảy mồ hôi, mà đi ra ngoài nắng á, thì chị có mặc áo khoác, thì đến lúc mà chảy mồ hôi chị vẫn nghe được mùi hương của em này, còn những cái chai khác mà chị xài á là không có nghe được. Thì Thảo nghe đến đây Thảo cũng nói nó cũng là một trong những lý do mà khiến nhiều chị em yêu thích mùi hương này đó. Cho nên là đây là lựa chọn thứ ba mà sử dụng nơi công sở nha, của Signorina của Salvatore Ferragamo. Và thông báo luôn cho các chị em là sắp tới là tôi sẽ làm một cái series gọi là nước hoa đi làm, nước hoa công sở, để cho các chị em quan tâm. Bởi vì ba mùi hương này chỉ là khởi đầu thôi. Và nếu như các chị em có muốn Thảo review hay là chia sẻ về những mùi hương nào thì đừng ngần ngại comment bên dưới cho Thảo biết nha. Và hiện tại là ba em này đang có mặt tại cửa hàng Nam Perfume, thì các bạn cứ đến cửa hàng Nam Perfume để mà trải nghiệm và tìm ra mùi hương chân ái nơi công sở của mình nha. Đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Perfume TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Mình là Trần Thảo, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.